Lúc anh em mà muốn mở cái dòng xeo tốt này, cái bản luxury này thì anh em phải mở bằng cốc cơ, nguyên bản của nó cốc cơ. Nhưng hôm nay em trang bị cho chiếc xe này là bộ cốp điện và trang bị thêm cả đá cốp nữa. Như bình thường anh em mà BBU anh em muốn mở cốp thì anh em chỉ cần đá mà. Đấy. Anh em đá vào cái điểm đá cốp thì nó nằm ở đây. Thì anh em đá vào trong này thì nó sẽ bung cái cốp lên. Còn như bình thường anh em muốn đóng cốp cũng thế, anh em chỉ cần đá vào cốp này là nó sẽ tự xuống này. Đấy, sau cốp sẽ tự đóng xuống, rất là tiện lợi mà anh em không, anh em cái tay của anh em sẽ không rất là rảnh luôn. Và thứ hai là sẽ tích hợp thêm cái nút mở cốp ở đây, vẫn là như nguyên bản của anh em mở xuống bình thường. Ừ. Và một cái nữa, bản thiếu thì nó sẽ không có cái, và trang bị ngay vào cái chỗ vị trí chờ ô chờ này là cái phần phần cốp zin ở đây. Đấy, rất là thẩm mỹ luôn nha anh em nhé. Anh em đóng, anh chỉ cần đóng ấn một lần rồi nó xuống là được. Ngoài ra thì ở bên phía bên trên này, bên trên đầu xe này sẽ trang bị một cái nút bấm mở cốp ở vị trí này. Anh em muốn bấm cốp anh em có thể bấm ở trên này luôn. Đấy. Cốp tự bung lên này. Đấy. Và cái ti cốp rất là to nha anh em nhé. Đấy. Cái ti cốp rất là to và khỏe. Và cái hãng mà em đang lắp cho chiếc xe tốt này đây, anh em có thể thấy là cốp của Ori. Đấy. Bộ cốp điện này thì bảo hành chính hãng cho anh em là 2 năm. Đấy, về từ ti cốp điện vào hộp điều khiển lắp thì tất cả anh em có thể thấy là hệ thống cao su răng điện đây đầy đủ hết như thế này cho anh em chống nước. Đấy, đảm bảo cho anh em nhé. Và lắp đặt thì lắp đặt zin hết rồi anh em, các thứ ti tiếp nó sẽ theo hết cái bộ nguyên bản của nhà sản xuất nên anh em sẽ không cần phải can thiệp gì. Và bộ này sẽ còn bấm được mở trên chìa khóa nữa, anh em bấm 3 lần mở thì sẽ đóng mở cốp như này. Đấy, rất là tiện lợi nhá. Còn anh em nào mà đang có nhu cầu lắp cốp điện thì hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên anh em nhé.